người khác mượn tiền, đừng hỏi vay bao nhiêu, người EQ cao có cách trả lời khôn khéo. Chúng ta sẽ gặp nhiều trường hợp cần cách cư xử thông minh và khéo léo, ngay cả khi bị đẩy vào thế bí. Đặc biệt khi bị hỏi vay tiền, liệu bạn sẽ đáp trả ra sao? Trong cuộc sống hiện đại, đồng tiền dường như luôn đồng hành với chúng ta ở mọi công việc, sự kiện. Thế nhưng khi phải đối mặt với những lời mượn tiền, đôi lúc chúng ta cũng có cảm giác khó xử. Vào hoàn cảnh đó, dù đồng ý cho vay hay không bạn cũng không tránh khỏi nhiều luồng suy nghĩ khác nhau trong đó có một vấn đề mà nhiều người luôn cảm thấy khó xử khi người khác ngỏ ý muốn vay tiền nhiều người không biết phải đối đáp ra sao cho khéo léo và lịch sự khi đối phương khó khăn và nhờ giúp đỡ thường thì khi có người hỏi vay tiền bạn sẽ có phản ứng là hỏi họ vay bao nhiêu tuy nhiên đây không phải là một cách cư xử hay ho nếu như hỏi một cách trực diện là bạn vay bao nhiêu thế bạn cần bao nhiêu tiền bạn sẽ khiến đối phương ngại ngùng họ có thể đánh giá bạn là một người quá thẳng thắn có phần bất lịch sự trong trường hợp này hơn nữa nếu hỏi vay bao nhiêu và nhận được câu trả lời là khoản tiền quá lớn lúc này người ngượng ngùng sẽ là bạn khi đối phương cần một số tiền lớn để trang trải cuộc sống chắc gì bạn đã đủ khả năng kiếm ra số tiền ấy và đưa cho họ hơn nữa có thể đối tượng vay tiền của bạn cũng không phải người thực sự thân thiết như gia đình bạn thân nên sẽ khiến bạn khó xử trên thực tế rất nhiều người bột miệng hỏi vay bao nhiêu khi có người vay tiền nên cần lưu ý điều này bạn có thể thử một cách đối đáp khéo léo và khôn ngoan hơn vừa thăm dò ý đối phương lại không tự đẩy mình vào thế khó thời điểm này tôi cũng đang gặp chút rắc rối nên có thể hỗ trợ bạn chút ít chưa không có nhiều đây sẽ là câu nói bạn có thể áp dụng để vừa có thể biết được ý đối phương ra sao vừa chừa đường lui cho bản thân nếu đang ở trong hoàn cảnh khó khăn bạn có thể từ chối lời đề nghị nhưng cần sự lịch sự và khôn ngoan để không làm đối phương lúng túng khó xử đúng lúc này tôi lại vướng một số công việc nên không thể giúp bạn ngay được có thể vài tháng nữa tôi mới ổn định được bạn thông cảm nhé đây là lời đáp trả bạn có thể sử dụng để từ chối đối phương mà vẫn được đánh giá là người eq cao có cách cư xử đúng mực đáng trân trọng khi cho người khác vay tiền dù là người thân thiết bạn cũng nên tính toán và suy nghĩ kỹ lưỡng chúng ta cần làm rõ vấn đề tài chính của mình trước để xem xét liệu có đủ khả năng cho họ vay không nếu cứ cố cho người khác vay khi bản thân mình đang gặp khó khăn bạn sẽ dễ rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính chỉ khi bạn cân nhắc kỹ tình trạng của mình và thỏa thuận rõ ràng với đối phương mới có thể tránh được những bất đồng tranh chấp sau này các cách cư xử phù hợp đúng mực cũng sẽ giúp bạn bảo vệ được lợi ích của bản thân đồng thời duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân với nhau để được mọi người xung quanh yêu mến và nể trọng trước hết bạn phải có tư duy và cách ứng xử phù hợp đúng mực đã